Hello mọi người, hiện tại bây giờ mình ở Great America. Đây là phần 2 nha các bạn. Hôm nay trời rất là nóng, gần cả 100 độ nha. Cho nên mình sẽ đi Great America cho Kiki bơi tiếp nha. Thì đây là một cái đường, lần trước mình chưa có quay cho các bạn coi cái đường bên này nè các bạn. Đó. Ở đây nó có bán funnel cake luôn nè, churro nè. Thì hôm nay là qua ngày 15 rồi nha các bạn. Thì người ta không có cần mình phải đeo khẩu trang nữa các bạn. Miễn sao mình có chích đầy đủ 2 liều thuốc là mình không cần đeo khẩu trang nữa. Cho nên họ có require nha, ai thích đeo thì đeo, còn không đeo thì thôi. Không có ai cấm hết đó. Đó thì bây giờ không có cần đeo khẩu trang nữa các bạn. Tất cả đều được mở hết, California đều được mở hết rồi các bạn. Giờ mình sẽ vô cái chỗ này cho các bạn coi nha. Đó, đây là cái chỗ rất là đẹp. Ồ, để mình cho các bạn coi cái tiệm này. Đó, đây là Olin Candy Kitchen nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ vô đây review cho các bạn coi nha. Trong này bán kẹo nè. Đó các bạn, trong này rất là đẹp. Ở đây có bán trái táo nè, trái táo bằng chocolate nè các bạn. Ồ, bây giờ không cần đeo khẩu trang, thoải mái quá các bạn ơi. Nói chuyện cũng rõ hơn và trong hơn. Đó, ai thích đeo thì đeo, không đeo thì họ không có la mình nữa. Như hồi xưa là họ nhìn mình rất là ghê nha các bạn. Giờ họ có la mình đó, nếu mà mình không đeo đó, là họ la. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. À, các bạn coi mấy cái kẹo đẹp quá nè. Wow, trong này mát quá các bạn ơi. Hôm nay được cả 100 độ ngoài đó. Đó. Đó các bạn, cái kẹo này. Cái kiệm này nóng lắm rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một trái táo tầm khoảng bao nhiêu tiền nha. Ở đây là đặc biệt là trái táo này các bạn. Mình đã từng ăn qua rồi, thì bên trong nó chua. Cái này là trái táo xanh ở bên trong đó các bạn. Các bạn thấy không nè. Ở ngoài thì nó bao chocolate. Trái này là mình không biết giá nha, không để giá nha các bạn. Đó, ở trong là trái táo xanh, ở ngoài là chocolate. Cắn vô thì nó chua chua ở trong đó, mà ở ngoài thì ngọt. Mình thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó, nó có đủ loại trái màu. Nó bỏ Skido, M&M lên. Wow, nhìn nó nhìn đẹp quá ha, hấp dẫn quá ha các bạn. Ai mà thích ngọt thì ăn cái này rất là ngon nha. Đó, mấy cái trái đẹp không? Trái này nó làm bằng cái gì đẹp quá. Oh, con trái này cũng rất là đẹp nha các bạn. Ồ, cái này nó có cái Oreo, con mình rất là thích ăn này các bạn. Đó thì đó là cái giá nè, hand dip là 6 đồng 99 per 1/4 pound. Somner thì là 6 đồng 99 per 1/4 pound luôn. Cookie and Skippy đó là 4 đồng 99. Đây có bán kẹo nữa nè. Mấy cái dầu chocolate nữa. Đó, mua ngày lễ Valentine các bạn mua cái này tặng người yêu nè. Đó đây có cookie nè. Cái này là cốm giống như Việt Nam mình đó các bạn, rất là ngọt nha, cốm. À. Trời ơi, cốm mà nó còn bỏ chocolate nữa là ngọt kinh khủng luôn. Excuse me, how much is the one apple? bottom ones are $14.99. Oh, well, the middle one how much? $14.99. Oh, okay, thank you. Có chi nè? Ở trên này là 10 đồng 99 nè các bạn, mấy cái trái trên này nè. Cái kia chính đó. 29. Còn cái trái ở dưới, hai cái phần dưới là 14 đồng 99 nha các bạn. Đó. 14 đồng 99 một trái táo. Mua trái kia đó ăn thử. Con muốn ăn trái này không? Nhưng mà hả? Vừa lại kế. Ok, bơi xong lát để đi ra mua cho con trái ăn nha. Bơi xong ăn. Đó các bạn, đó là mấy cái trái táo xanh đó. Đó, mấy cái trái táo xanh đó người ta sẽ trộn với lại chocolate, kẹo. Kẹo kia là strawberry rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Strawberry xong ta làm thành kẹo các bạn. Đó, đây là mấy cái sản phẩm mà họ làm ra đó. Đó các bạn, anh này đang làm cái cốm. Anh sẽ chấm vô đó. Đó các bạn có thể coi người ta làm luôn nha các bạn. Các bạn có thể đặt và người ta có thể làm trước mặt các bạn luôn nha. Đây các bạn, ở đây là Snoopy Rock Oatmeal Peanut. Con này là bán về đậu phộng nha. Người nào dị ứng với đậu phộng thì không nên vô đây ăn nha. Đó, ở ngoài nó có hoa rất là đẹp nha các bạn. Giờ mình sẽ dắt các bạn đi vô trong nha. Các bạn, đây là ở bên trong nè các bạn. Đây nó bán quần áo nha các bạn. Dạ, đây cũng có bán nước nè các bạn. Thì ở trong đây cái gì nó cũng mắc hơn ở ngoài nha các bạn. Tại vì do người ta phải tốn tiền pot, rồi tốn tiền nước, đủ thứ hết. Để mình thêm cái chỗ cho người ta chơi đó thì cái gì nó cũng giá nó cũng mắc hơn gấp 2 lần hoặc gấp 3 lần ở ngoài nha. Thì chai nước đó là 2 đồng cho 6 đồng rưỡi, 2 chai cho 6 đồng rưỡi. Còn mua một chai là 4 đồng 25 nha các bạn, soda cũng vậy. Đó. Đây là mấy con này mình cũng không biết nó là con gì nữa đúng không? Nó là con chó đó. Nhưng mà nó có cái tên của nó nha, nhưng mình quên cái tên của con này rồi. Thì cái cặp tool của con này rất là nổi tiếng nè, cho nên ở trong này người ta bán mấy cái đồ như mấy con gấu. Đó, cái tiệm ở trong là vậy thôi. Đây thì bán mấy cái đồ gì nè. Này tàn cay. Ồ, cái này sushi. Bóp vô nó mềm á các bạn. Squishy. Squishy. Này này cay, này cay. Cái này. Nó bán kẹo nè. Mày ơi, lớp này spicy. Cái đó là cái gì cơ? Spicy, spicy cục kẹo. Còn đây là quần áo của nó, là bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một cái áo giá bao nhiêu trong này nha. Ồ, cũng rẻ các bạn, có 34,99 là đâu có mắc đâu. Không có mắc nha các bạn, mình cứ tưởng là mắc chứ giờ sao rẻ quá ta. Rồi một con heo này coi bao nhiêu nha. Con này cưng đúng không? À, con này thì 14 đồng. 14 đồng 99 con này nha các bạn. Đó. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi cái cáp treo cho các bạn coi nha. Nó là Delta Flyer. Đó, bây giờ mình sẽ đi lên cái cáp treo nè. Đó, cái đó là cái cáp treo các bạn. Quý vị thấy cái fast lane không? Chẳng có người nào đi á các bạn ơi. Cho nên ở đây mình không nên mua mấy cái fast lane này nha các bạn, tại vì nó rất là vắng. Đó, chẳng có ai đi hết đó, chỉ có gia đình mình đi thôi. Cho nên ở đây các bạn có thể đi rất là nhiều ride nha. Thank you. Đó các bạn, cáp treo đây. Enjoy your flight. Thank you. Wow. Dính đây nè, dính đây nè. Chuẩn bị đi nha. Đó các bạn ơi, mình nhìn ở dưới được hết luôn nha. Mình đang ở trên cáp treo nè. Trời ơi, cao quá các bạn ơi. Mình cũng rất là sợ chiều cao nha. Đó, Kiki đừng có nhìn xuống con. Oh my god. Wow, 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 wow. Cái này không biết đi nhanh không nha các bạn. Mình rất là sợ chạy nhanh nha. Đó, cáp treo đó các bạn ơi. Đó, ở dưới nè các bạn. Wow. Bên kia là vòi nước đó các bạn. Đó, cáp treo đó. Thì cái này nó không có nhanh nha các bạn, nó cũng đỡ. Thì mình có thể đi cái này, mình có thể nhắm xuống hết cái Great America luôn nè. Đó, cái ride đó có thể bữa hôm nay hoặc ngày mai mình có thể đi cái ride đó cho các bạn nha. Đây là chơi. Wow. Trời ơi, mỗi lần nó đi qua cái đó mình rất là sợ nha các bạn. Đó, cáp treo đó các bạn. Ủa, lát trở về không, nó sẽ đưa mình qua bên kia. Đó, đó là cái chỗ hồ bơi, lát nữa mình sẽ vô bơi nha các bạn. Và mấy người này đứng rồi. Mấy người trẻ thì họ thấy không có sợ nha các bạn. Mình thì do lớn quá rồi, già rồi, tim nó đau nha các bạn. Cho nên mình rất là sợ chiều cao, với cái gì mà nhanh hoặc là quay vòng tròn là mình chóng mặt lắm. Đó, cái này trống rỗng luôn nè. Mày vắng lắm nha, không có đông. Wow. Ở dưới này có cái ly luôn rồi các bạn. Đẹp quá hả? Đẹp quá. Đó, bên kia là hồ bơi nè. Còn cái đó là bãi trống luôn nè. Kiki nó hết sợ nha các bạn. Đó. Đó, Kiki đi nè. Kiki có sợ không con? Kiki hết sợ rồi đó các bạn. Nó hết sợ rồi. Tại cái này nó cũng không có đi nhanh nha. Đó, mình sắp tới rồi đó các bạn. Đó, nó sẽ vô cái nhà bên đó. Cái đó mới sợ kìa trời. Gì? Thái không sợ. Bên đó đó kìa. Con Thái hả? Thì ở đây sướng cái là mình có thể đi một ngày mình có thể đi hết cái ride ở đây cũng được nữa các bạn. Do nó có nhiều cái ride mình không có thích, nó rất là nguy hiểm nên mình rất là sợ. Chứ mình muốn đi thì mình có thể đi hết, mình không cần phải mua cái loại mà fast lane nha các bạn. Tại vì ở đây nó không có xếp hàng như Hollywood hay Disneyland nha các bạn. Đó, bây giờ mình tới ở đây các bạn. Mình đã trở lại chỗ cũ ở đây. Wow. Wow. Ở đây cũng có cái vườn hoa hồng nè các bạn. Đó. Đẹp quá các bạn. Đó, đây cũng có hoa hồng nha. Đó các bạn, Kiki sẽ chơi đua xe nè các bạn. Kiki say hi. You excited? Con biết lái xe này không? Đó, trò chơi của con nít các bạn. Thì ở đây nó có cái lửa trên này nè, có giống như cái điện các bạn, nó chạy theo cái này nè. Đó, nó dùng cái này để nó chạy các bạn. Đạp đi con, đạp đi, đạp đi ký, đạp cái gas á con, đạp cái gas. Yeah. Xe này thì tông nhau được nha các bạn. Các bạn thấy không, cái màu đen đen đó là nó cản lại đó. Cái này là bumpy ride, là tông được nha các bạn. Đó, trên đó là cái lửa, các bạn thấy lửa đi không? Đó. Ok các bạn, mình lại trở lại chỗ bơi nè. South Bay thì hôm nay được cái là nó không có cần phải reserve vô để bơi nữa nha các bạn, nó dẹp cái đó rồi. Đó, lần trước mình nói nó rất là vô lý. Mình chỉ cần reserve vô cái cổng thôi được rồi nha các bạn. Bây giờ nó bỏ cái vụ mà reserve vô cái chỗ bơi này luôn nè các bạn. Đó, vợ với con mình sẽ vô đây bơi nha các bạn. Hôm nay trời rất là nóng nha các bạn, gần cả 100 độ, cho nên ai cũng vô đây bơi các bạn ơi. Thì mình mua Great America chủ yếu là con mình vô bơi nha các bạn, chứ mình cũng không có thích đi mấy cái ride ở đây đâu. Tại mấy ride ở đây cho dành cho những người mà thích mạo hiểm, còn mình thì không có thích chơi mấy cái ride đó nha các bạn, chủ yếu chỉ là bơi thôi. Thì bây giờ sướng cái là không cần wear mask nữa nha các bạn, cho nên thở cũng rất là khỏe. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua cái hồ Wave nè các bạn. Đó, hôm nay trời rất là nóng nha. Này rất là đông nha các bạn, ai cũng vô đây để mà chủ yếu chỉ bơi thôi các bạn. Đó các bạn ơi, chuẩn bị sóng lên rồi các bạn. Sóng lên rất là mạnh nha các bạn. Mọi người, bây giờ mình đang đi với Kiki ở Great America các bạn. Ở đây trời rất là nóng nha. Mình sẽ xuống bơi cho các bạn coi là nước rất là trong. Các bạn thấy không? Ok. Quá trời luôn mọi người. Hôm nay cũng thích xuống nước nè, ngâm nước hết luôn. Lên giờ mình ngâm nước rồi. Tranh thủ nha mọi người ơi, mùa hè là phải tranh thủ bơi. Bơi được có 2 tháng à, lạnh lại nữa rồi. Giờ ai cũng tranh thủ bơi quá trời. Rồi mình nghỉ chút nha. Cái kỳ nó đi đâu mất tiêu luôn rồi mọi người. Đi gây xa quá chừng, không thấy nó ở đâu luôn á. Cái kia không biết bơi, kia thích chọc nước thôi. Cái coi cái kia không biết bơi. Này là để cho người ta tắm xong rồi mệt ta vô ta nằm nghỉ. Giờ nằm nghỉ gì nóng biển luôn, không bao giờ còn trống đâu á. Ở bên kia còn nhiều. Ở ngoài biển nhé, đó sống đó, đó. Đó. Ta trôi đi rồi đó, ta trôi vô đó. Trời nóng vậy ta mới ra bơi đọt nổi thôi, nó coi đây lạnh lắm. Điên da hết luôn. Ba đi cổng nó đó. ta thích bơi. Bơi có mấy tháng mà nó lạnh ngắt à, nên mọi người đâu có bơi được. Giờ tao tranh thủ mấy cái ngày nắng nóng tao đi bơi. Nhiều hồ lắm nè mọi người, lát mình qua hồ kia mình quay tiếp. Hồ này đó vui rồi, có sóng. Hồ bên kia nó dành cho mấy đứa nhỏ như kỳ, nó cạn lắm, vui mà. Người ta ngồi khung cảnh mùa hè ở bên đó các bạn. Đây là mấy cái lounge chứ, thì mình mướn cái này thì nó tốn tiền nha các bạn, cái này không có miễn phí nha, thì mình có thể rent cái này cũng được đó. Chỗ này dành cho private, những cái party, những cái gia đình lớn người ta thích sự private đó, người ta mướn mấy cái này đó các bạn. Thì cái này mình cũng không biết bao nhiêu nha, có thể 40 hoặc 50 một ngày vậy các bạn. Đó, các bạn có thể ngồi coi sport cũng được luôn, là TV. Đó, ở đây có lifeguard nè. Anh nào mà chết đuối thì có bạn này sẽ cứu mấy bạn nè. Đó, lifeguard đó các bạn. Sống lại lên nữa nha. Các bạn có thấy mấy người like co cái đầu của họ hay gật xuống không các bạn? Các bạn để ý đi, tất cả like co ở đây thì những cái đầu họ cứ gật xuống, không biết đó là một cái ẩm hiệu gì đó các bạn. Đó, anh này đầu anh cũng gật xuống rồi các bạn, giống như là dấu hiệu có thể là mọi người đang an toàn hay sao các bạn thấy không? Cái đầu này anh cứ gật xuống rồi các bạn. Đó, ở đây như họ cứ vậy đó, không biết anh kiếm cái gì nữa nha các bạn, nhưng mà có thể đây là cái luật của họ, cái ám hiệu gì đó các bạn. Các bạn coi cái chị logo này cũng vậy nè, nó đầu người ta cứ gật xuống. Đó, cái cô logo ở đằng sau cũng vậy các bạn. Đó, cái đầu họ lúc nào cũng gật xuống. Rồi, đến hẹn lại lên, sống lại tới. Sống tới nữa mọi người ơi. Ta đợi sống không à. Áo, nhỏ này nó chạy. Đó đó, người ta cứ đợi sống. Thích sống á. À, trời đó, đó, trời. Trời kia. Trời. Trời. làm ra giờ lẻ còn có. Làm ra kia nè. Nắng quá. Đi về là cháy nhà hết. Cháy nhà. Nhưng phải tranh thủ rồi mọi người. Trời nóng này phải bơi rồi. Ở đây không phải như Việt Nam. Nóng được có mấy tháng rồi là hết rồi. Đi làm hưởng sóc biển. Hồi xưa ở Việt Nam thì cứ thích mùa lạnh, bây giờ thì lại thích mùa nóng. Rồi chuẩn bị rồi, người ta chuẩn bị sống tiếp. Đi bơi tích kìa. Hồi xưa sợ đen da lắm mọi người, mình đâu có dám bơi đâu. Nhưng bây giờ hy sinh thôi. Không bơi là không có cơ hội bơi. Cái gì mà nó rút cái đó lên cho mọi người bơi vô. Chắc cái chỗ đó là chỗ sâu. Giờ nó rút lên. Đang nhào. Cái kia em biết bơi, cái kia nó phải da tôi đen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ súp chuồng, sổ chuồng á, sa bò lòng. Thằng kia nó nhát, thằng đó nó nhát gan. Sống quá các bạn ơi. Ôi. Sống lại lên nữa mọi người ơi. Say hi. Mỗi lần sóng là mọi người cứ đi xuống nha các bạn, người ta thích sóng xuống biển các bạn. Đó các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua cái hồ khác nha. Hôm nay rất là đông luôn các bạn ơi. Người ta chủ yếu tới đây để bơi chứ không có ai đi mấy cái vai. Đây nó chỉ có cái hồ này là bự nhất rồi các bạn, và sâu nhất luôn. Còn mấy hồ kia mấy hồ nhỏ thôi nha. Và chỉ có cái hồ này nó mới có sóng lên thôi các bạn. Đó các bạn, đây là một cái hồ khác nữa các bạn. Hồ này thì dành cho con nít nha các bạn. 热了。Đó các bạn, ở đây order refill là 15 đồng 99 nha các bạn. Còn nguyên một năm là 32 đồng 99 nha các bạn. Đó, còn Deep and Dot đó là 6 đồng 99 mini, 8 đồng 99 cho regular nha các bạn. Thì nó có nhiều loại lắm, là cookie and cream, rainbow ice, brownie nè, cumin nè, banana split nè, chocolate chip nè, đó nhiều loại nha các bạn. Thì cái này là loại kem mà nó nhỏ nha các bạn. Đó, rất là ngon luôn á. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ mua cái loại rainbow cho Kiki ăn thử nha. Đó, này là kem mà nó cục nhỏ nha các bạn. Đó, cái line tao đứng xếp hàng rất là đông luôn thôi. Đó, đây Kiki ăn cái loại kem thì nó ran out hết mấy cái kia, nó chỉ còn Olin Candy nha các bạn. Thì đó là mấy cái cục á. Đó, kem bằng mấy cái cục nhỏ. Ngon không? Ăn hết nổi không? Có nổi. Thì có Golden Pass Season Gold Pass thì được bớt 10% nha các bạn. Thì cái này là tầm khoảng 7 đồng nha các bạn. Sao thích ăn kem này không? Nó test như thế nào? Yes, yeah. Đó các bạn, đây là Pier 76 cafe nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ vô cái quán này cho các bạn coi nha. Đó, South Bay Soul Market District. Đó các bạn, đây là cái menu nè. Thì ở đây nước đó là 5 đồng ha. Bottle water là 2 cho 6 đồng rưỡi. Muốn ăn mấy cái đồ platter là 18 đồng. Nó có waffle pie luôn nè. Cái này mình sẽ chọn trên cái chỗ này nha các bạn. Mình sẽ đi vòng cho các bạn coi nha. Macaroni cheese chip and pie. Đây là pizza này các bạn. Rồi đây nó có cái mấy món nè. chia 7, 6, 18 đồng. Ở đây là gà các bạn, grilled chicken nè. Còn ở đây là Swiss shrimp nè. Nó chỉ có mấy món đó thôi nha các bạn. Đây bây giờ Kiki nó get like để chơi cái trò chơi này nè mọi người. Đã chơi. Ở đây thì nó có nhiều cái trò chơi dành cho nít hơn á. Trời ơi, get like. Đây, sau một lúc get like thì Kiki được lên. Lẹ quá vậy. Kiki ơi. Hi. Cái này cái này cũng ma quá mọi người. Quay quay lại nó lên được rồi nè. Cái trò chơi này nhẹ nhàng, không có bạo lực. Bây giờ bắt đầu chơi nè mọi người. Đây đây nè. Đó, nó quay quanh vậy thôi. Không có gì sợ hết. Này nhẹ nhàng cho con nít nó chơi dễ nè. Kỳ nó nhát như hổ đế. Ta cũng đang đợi cái fly dài ơi dài. Rồi con thấy sao? Vui không? How's the ride? He doesn't like it. Cái gì cũng không chịu trơn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi cái ride gọi là Mass Replay Getaway nha các bạn. Đó, cái này là cái ride giống như là 4D á các bạn. 4D giống như ở Hollywood mình cái ride Panda đó. Cái này nó cũng tương tự vậy luôn các bạn. Đó. Thì giống như là chiếc thuyền nữa các bạn. Đó, một lát nữa mình sẽ quay ở bên trong cho các bạn coi nha. Đó, giờ đây là cái line để mình vô mấy cái cổng nè các bạn, để mình coi. Nó cũng như là một cái phim 4D thôi các bạn. Đó, cái line rất là dài. Đó các bạn, thì vô coi cái phim này mình đeo cái mắt kiến nha các bạn. 4D nè. 4D, 5D. Giờ thử đeo mắt kiến cho thử. À, lát nữa mình sẽ để cái mắt kiến vô camera này cho các bạn coi. Nó mờ quá rồi các bạn. Đeo vô cắn nó gì? À, kỳ quá ha, nó mờ quá ha. Rồi, mình để vậy nè. Once we calculate everyone's collective mass, we can say it across enormous distances instantaneously. And speaking of dream destinations, how about a look at our new feature book vision, the tantalizing lands of Terra Nova. Imagine a place designed for pure luxury. A place where... How many times do I have to tell you? Keep your distance with that whole tour bus. Sorry! Your next stop, your dream paradise! Approaching Terra Nova. Your new Earth! Let's take a look at her. Woo. And have you ever dreamed of seeing exotic wildlife, watching glorious sunsets at the spa, or dining at five-star alien eateries? Welcome to Terra Nova, your relaxation destination. I'm commandeering your ship, Jack. I'm already completing the reboot remotely. Oh, no. You have control of the ship. Oh, this can be happening. You're coming with me. The resort is under attack, and you're flying an ex-military convoy. Well, emphasis on the ex-military. And we are using the 2947. Oh, no. Đó các bạn, mình mới coi xong cái phim đó. Thì đây là cái phim nè các bạn. Đó. Ride này rất là chán nha các bạn, chẳng có gì vui hết. Các bạn, bây giờ mình sẽ đi cái con train rồi các bạn xem nha các bạn. Cái khúc này thì không có gì nha. Lên khúc này tới rồi nha các bạn. Tầm vài giây nha các bạn. Đỏ quá các bạn ơi. Còn vài giây nữa là lên sẽ rớt rồi các bạn. Ok, nắm chặt nha. Các bạn đưa tay lên nào, nắm chặt tay nhau nha các bạn. Lên rồi các bạn ơi. Sắp sửa rồi. Go out. Oh my god! Oh my god! The ultimate! Oh my god! Take the cover! Cold Striker is insane. Oh my god. Chơi bóng rổ các bạn. Bé này sao bắn vô nổi các bạn. Nhỏ xíu à, không cách nào vô được. Khó lắm nha. Cái này đến nổi mà mấy người chơi basketball mà chơi thể thao còn bắn không vô nữa. Phải bắn ít nhất 5-6 trái mới vô nữa. Quăng còn không nổi nữa sao vô được. Phải đứng xa vậy. Phải mấy người mà bự con á. Đó, giờ coi thợ bắn vô nào các bạn. Mình nghĩ không vô đâu các bạn ơi, bắn nổi luôn. Mấy cái này mà béo á. Vô rồi các bạn ơi, anh này nè. Thì người lớn chơi nó mới vô dễ nha, còn mấy người nhỏ thì sao bắn vô nổi. Wow, vô rồi các bạn. Rồi bây giờ sẽ coi giải thưởng vô thắng được cái gì nha. Đó, vô được trái nè. Đó, vô một trái sẽ được thưởng cái gì đây. Ủa. Thì được trái banh nha các bạn. Mình có thể chọn trái banh gì cũng được hết đó. Đây, anh này đã thắng được trái banh nè. Đó, vô một trái thì thắng được trái banh nha các bạn. Mình có thể chọn banh gì cũng được. Đó, thắng được trái banh này đó. Còn bên này để coi bắn vô nổi nè. Vô luôn các bạn ơi. Con gái cũng bắn vô nha các bạn, chứ đừng bao giờ khinh thường nha. Gái trai gì cũng có thể bắn vô được đó các bạn. Đó, bắn vô thì được thưởng một trái banh. Đó, chọn trái banh San Francisco. Rồi, để coi bạn này có vô được không nha. Bây giờ mình sẽ coi cái bạn này sẽ bắn coi có vô nha. Thì 3 đồng một trái, một bắn vô một shot. 6 đồng là 3 shot nha các bạn. Miễn sao vô là sẽ được một trái banh. Bây giờ mình sẽ quay bạn này coi bạn này có thể làm vô được không nha. Thì thường người ta mua là mua 3 trái không nha. 6 đồng 3 trái. Đó, mỗi lần 6 đồng 3 trái ai cũng mua 6 đồng, tại vì mua 1 đồng á, một trái á, là 3 đồng. Thì mình bỏ thêm 3 đồng nữa mình được thêm lợi một, nói chung là mua 2 trái được tặng trái các bạn. Đó, 6 đồng 3 trái. Bạn này cao có thể bắn vô được các bạn. Yếu quá. Mạnh thêm tí xíu nữa có thể vô. Không được rồi các bạn ơi. Trái cuối cùng nha. Cố gắng lên nào. Vô rồi các bạn. Wow. Trái cuối cùng đã vô. Thật là ghê gớm thì các bạn. Mình thấy 2 trái đầu là mình thấy yếu rồi, ai ngờ trái cuối cùng là vô các bạn. Đó. Ok các bạn, đây là Great America lần 2 nè. Giờ mình đi về nha các bạn. Nước nè, buổi chiều nước rất là đẹp luôn các bạn thấy không?